Ui, vai cá chớn. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ blockfoot cũng như là toilet tower defense của anh Crazyland. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình sẽ thử nghiệm những cách có thể quay ra trái quỷ Mythical trong blockfoot để có thể trở thành người giàu nhất. Bắt đầu với video TikTok đầu tiên, đó chính là cách để roll ra trái quỷ Mythical mọi lúc mọi nơi. Bước đầu tiên các bạn phải cần chạy lại ông Gacha và chat flee 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 flee. Rồi sau đó chạy qua ông mua trái quỷ và chọn mua một trái quỷ với 3.000 Robux. À, hoặc là không mua cũng được ha. Hơi gắt gói ha. Và sau đó quay lại ông Gacha và roll một phát ra trái chớp. Ok, mình hiểu rồi đó. Đầu tiên là chạy lại ông blockfoot Gacha nè, chat flee 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 flee. Gì vậy đó? Ôi, hạt anh bị gì á? Nào bro. Rồi bước thứ hai là chạy lại ông blockfoot dealer này và mua trái leo bát với giá 3.000 Robux đúng không? À, mặc dù mình có trái quỷ dính diễn rồi, không biết nó có hoạt động thiệt hay không nha. Rồi bây giờ chạy lại random một phát và biết ngay trong video luôn nè là anh. Đâu? Ui, vậy là cách này hiệu quả thiệt hả các bạn? Hiệu quả đi ra trái chớp các bạn à. Nhưng mình nghĩ khá chắc video này là scam nha. Mình sẽ báo cáo video rồi luôn. Ok, đối với video tiếp theo, cách để roll ra trái quỷ Mythical trong blockfoot. Chạy xung quanh ông bán trái quỷ 5 lần và quýnh ông trái quỷ với một cái chiêu nào đó. Sau đó thì random thôi hả? Để coi thanh niên random cái trái gì nha. What? Chết đu hả? Yeah, cái này uy tín cần phải thử nè. Ok, như hồi nãy mình coi đó chính là chạy xung quanh ông bán trái quỷ 5 lần nè. Rồi sau đó làm gì nữa ta? À, quýnh ông ấy bằng cái chiêu nào đó cũng được đúng không? Mày láo hả? Đắt lộn, thấy da đen cũng tưởng vi đắt các bạn ơi. Giờ random trái quỷ đúng không? Cầu nguyện cho nó vi đắt. Đó chính là trái. Trái lai. Thôi drop đây tặng một bạn may mắn nha. Là mơ cái thứ hai sẽ thật sự hoạt động nha. Ok, đến với cái thứ ba nào, let's go. Alright, so guys, do you really want to get a mythical legendary food? Yes sir, chắc chắn như vậy rồi, mình rất là muốn có luôn nha. Đầu tiên chúng ta cần lại nói chuyện với ông mình giao led trước, nhưng mà phải bấm 3 lần nha, bấm nevermind 3 lần. Và bước tiếp theo đó chính là mở chat lên và sẹt e mythical food for good look. Ok. Ôi, quay trái gì vậy? Spider food. Ê, video này mình thấy là không cắt gì luôn nha các bạn. Mình nghĩ là real á. Mong là cái này thật sự hoạt động nha các bạn. Bây giờ 3 lần rồi, không lẽ nhất quá tam. Đầu tiên là gì ta? Bấm vô bán trái quỷ nè. Rồi nevermind. Bấm vô nevermind. Một lần nữa nevermind. Rồi sau đó là chat thiệt e mythical fruit. Rồi giờ thì mình sẽ random trái quỷ nha. Làm đúng y chang video đó. Lần này mà không ra nữa thì what the fuck. Chỉ quét thôi mà là anh. Nhưng mà nó là legendary food đó Phúc. Và cái cách này thật sự hoạt động nha các bạn. Nó sẽ ra trái legendary và mythical. What the hell bro. Cho em nè Phúc. Chơi nhưng mà em vẫn lấy nha. Thank you. Bây giờ sẽ đến với lần thứ tư. Và video này đó chính là cách để có thể lấy được mythical fruit. Yes sir, để xem coi nào. Đầu tiên chúng ta sẽ chạy là ông bán trái quỷ và không sử dụng bất cứ thứ gì. Nói chuyện với anh ấy. Ủa, vậy thôi hả? Ê, khoan, sao cái này nghe bẹp quá vậy? Để coi quay được trái gì nha các bạn. Cách nghe bẹp gì mà random được trái gumbo hả? Ok, đến với lần thử thứ tư. Ủa, cách nãy sao quên mất tiêu rồi? Như lại cái mình đứng nói chuyện đó, sao mình ron như bình thường hay sao? 407.000 belly hả? Mắc với vậy, random fruit. Ok, đọc xong hết rồi đó. Và bây giờ sẽ là khúc quyết định nè. Bye. Trái cùi nhất luôn. Từ đầu tao đã nghi rồi ba. Nghĩ sao cái cách nào mà lại không làm gì hết trơn. Cái ron, thấy không các bạn? Ron theo cách thông thường nhất á, là sẽ không bao giờ ra hết. Ok, rồi với video tiếp theo. Mong là cái này không bịp mình nha. Code mới để có thể lấy được mythical fruit. Và code này chính là sẹt Kitsune Indra. Cái này mới nghe uy tín đó các bạn. Chứ cái nãy sao vụ mà không nói chuyện gì mà lại. Và con này được trái mammoth luôn. Nè bro, sao toàn trái xịn không vậy ta? Ok, đến lúc thử code này rồi. Sẹt e, ủa nhầm, sẹt Kitsune Indra. Em nghĩ cái này thật sự hoạt động không? Em nghĩ hay hoạt động đó. Anh cũng nghĩ là Kitsune đó chứ. Kitsune đó chứ không phải đơn giản nha. Bùm. Ui, vai cá chớn. Real man, real. Ôi, đỉnh vãi, drop luôn nè các bạn. Drop cái xe bà thường luôn nha, lụm lại. Ôi, ai chả. Một phải thằng hack nó lại nó lấy cũng như không mà thôi, để em lấy luôn cho bạn này coi nè, drop ra cho bạn này coi nè. Ôi. Cay. Ok các bạn ơi, những cách này hoạt động quá tốt, nên bây giờ chúng ta sẽ đến với cách thứ 6 thôi nào. Ok, và đây chính là cách để có thể nhận được những trái quỷ siêu xịn từ ông bán trái quỷ. Đầu tiên sẽ là đấm thiệt là nhiều. Đấm dữ vậy. Quýnh thường. Đừng nói mình là quýnh thường hết 1 phút 20 giây luôn nha các bạn. Các bạn biết vô thật sự ngồi quýnh hết cả video luôn nha. Để xem trái quỷ ron ra được trái gì mà nó ngồi quýnh. Và đó chính là trái lài thiệt luôn hả. Let's go. Và ở cách này như nãy mình coi á, nó chính là hướng dẫn mình sẽ đấm liên tục và không chung như thế này, đấm loạn xạ luôn. Quýnh thường. Alright, để xem coi bây giờ mình sẽ random được trái gì nha. Ê, con này tránh ra được không vậy? Rồi, bây giờ sẽ đến lúc random trái quỷ và đó sẽ là trái flame. Nó không có nhập code vậy trơn, sao random được trái xịn? Đúng rồi, phải nhập code lên thanh chat nó mới hiệu quả các bạn à. À, cày quá các bạn ơi, lại bị bẹp rồi. Mình sẽ vứt trái quỷ này xuống biển luôn nha. Biến mày. Ôi. Trời đó, sao không lụm được trời. Cái ơi. À, nhưng mà quăng trái quỷ xuống biển nhận được 2 cái danh hiệu luôn kìa. Rồi, để mấy cái tiếp theo nào, let's go. Thì video này sẽ hướng dẫn chúng ta gọi là cái tip and trick để có thể roll trái quỷ Mythical trong Blox Fruits. Nghe có vẻ uy tín ha. Kiểu nó có cái tiêu đề á, còn mấy video trước thì nó không có. Ok, để xem Honey này sẽ làm gì đây. Đầu tiên sẽ là sạc e gift Kitsune và sau đó là random trái quỷ. Phải Toilet Food. Damn bro, trái tủ của mình luôn nha. Mình thích trái này nào, mình thích cái code này. Phải thử nha. Tại vì chúng ta có thể random được trái Toilet á, hình như cái code này là sạc e gift Kitsune. Ok, trái 8 triệu belly. Nhưng mà mình chỉ mong mà random cái trái Toilet là được rồi các bạn ơi. Để xem coi chúng ta có thể. Ui, tự nhiên bu đi đông vậy. Coi khoảng khắc tao random trái Toilet hả? Và đó sẽ là ấy lắc rồi. Trời ơi, tự nhiên khúc đó nó bị lắc các bạn ơi. Không lắc là nó random được trái khác rồi. Ai nhờ nó random được trái khác. Nó cười kìa. Ai hút đi mà. Tao nhập code random không được trái xịn cái nó cười mình các bạn ơi. Nó chi về ai kìa là anh. Đâu, ui, ghê vậy. Trời hên vãi anh em. Phải thưởng cho bạn này một cái mới được. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với video TikTok tiếp theo nào. Và cái code lần này đó chính là sạc e legendary food. Thanh niên này roll được trái spirit. Lần này phải được nha. Đầu tiên nó sẽ chat là sạc e legendary fruit và enter. Let's go. Lần này mình sẽ được trái diamond. Trái kim cương các bạn ơi. Quá đã luôn, một trái khá là xịn nha. Ta là god of endless. Đương nhiên sẽ là endless rồi. Mamemimo. Là gì vậy? Ok, và nãy giờ chơi TikTok quá chán rồi nên là mình sẽ lên YouTube short để coi cách roll trái quỷ nha. Thì đầu tiên các bạn phải cần chạy lại ông bán trái quỷ và đu lên người máy, sau đó thì roll trái quỷ và yo bro. Ok, không biết lần thứ bao nhiêu của ta, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi về mansion cái đã. Phúc à, taxi, đưa tôi về mansion đi. Ok. Và cách này mình cần phải làm thật là kỹ nha các bạn. Đầu tiên nó cần phải đi qua phía bên trái nè, sau đó đu lên người ông bán trái quỷ. Cái tư thế này nè, chính là cái tư thế này. Sau đó thì chúng ta bấm từ từ thôi nha các bạn. Không được bấm gấp, không được bấm vội. Ê, làm gì mày? Random food nè, và sau đó để lại tầm khoảng 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5 và roll trái quỷ. Vãi cả trường. Ôi, em tưởng trái bom hay ngay trái lớp luôn hả? What? It's real bro. Để coi chứ là bao nhiêu tiền. 1.700 rupees. Đồ. Yeah các bạn ơi, đã thêm một cách nữa hoạt động rồi, thật sự hiệu quả nha. Let's go. Được rồi. Ê, còn đây. Chạy luôn rồi. Nên kia hắt lấy món trái quỷ của mình rồi. Cây quá. Có tên không? Có tên không? Cho bay ạt luôn. Có lấy tên, có tên. Lớp là bay ạt luôn. Coi xa GG Rich Coban các bạn. Bây giờ mình sẽ đăng lên trên admin Blox Fruits để cho admin Blox Fruits ban bạn này. Quá cay rồi các bạn ơi. Ok, và video tiếp theo đó chính là cách để có thể nhận được trái quỷ Godly từ gacha. Thì video này đạt được tới 1 triệu view luôn nha các bạn, với 3.000 mấy lượt comment nè. Và Honey này sẽ sử dụng trái Leopard, sau đó spam tất cả chiêu thức có thể vô ông bán trái quỷ và random. Và anh ấy được chứ đâu. À, và ngoài ra Honey này còn chat là Fury look always come in clutch. What? Anh đang gấp lắm rồi. Mà cái câu này dài quá anh không nhớ các bạn ơi. Để anh tí nha, anh coi lại video cái. Fury look always come at clutch. Come in clutch nha các bạn. Nhầm. Ok. Đừng giỡn nha cô. Bây giờ anh sẽ random trái quỷ từ cái lệnh này. May mắn dữ rồi đó. Vãi cái. Ôi. Đại nữa. Ôi. Server này cái gì vậy các bạn? Kelly là thằng nào? Thằng nữa hả? Reborn lột mắt ai luôn. Ơi mà hắc giờ này bá đạo vậy, gì quăng cái quỷ ra cái lụm liền luôn. Ngày xưa nó phải dịch chuyển qua từ từ mà sao giờ nó làm nhanh vậy? Giờ kiểu nó bay lại lụm liền luôn các bạn. Ok, để mấy video tiếp theo đi. Buồn quá các bạn ơi. Thì đầu tiên là sẽ lụm cái gương. Rồi sau đó là nói chuyện với ông dealer. Rồi bây giờ thì chỉ cần roll thôi, free food nữa hả? Wow. Ê khoan. Cái đoạn cắt này mình thấy nó hơi sai với các bạn. Kiểu như lấy chiếc quỷ trong gương ra rồi quay video hả? Mà thôi kệ, phải thử mới biết được. Ok, thì như video chúng ta cần phải đi nhặt cái gương đúng không? Ủa, gương đâu rồi? Mày nhặt cái gương này đúng không? Trời ơi, sư bà Hường mà, sao anh để hờ em, nhiều đứa khác nữa chứ bộ. Mày đừng có lao. Thôi rồi để anh đổi sư bà khác vậy, chứ giờ ngồi đợi gương để biết chừng nào. Đây rồi, sư bà này, trưởng có gương nè, đầu tiên sẽ lụm cái gương và chạy lượm Blockfoot Dealer thiệt là nhanh. Phải nhanh nha các bạn, và bấm vô nói chuyện nhau này. Và chạy ra ở giữa này nhảy 3 lần. 1, 2, 3. Và bước cuối cùng đó chính là đi random trái quỷ. Em nghĩ lần này sẽ ra được trái gì Phúc? Trái cùi. Chắc chưa? Chắc chưa? Trái màu đen. Màu tím chứ? Màu tím chứ? Có trái rubber. Sai. Trái xà đô. Sai. Trái về đắt à. Trái về đắt á, trái về sẹt đắt. Ồ, hài kìa, hài kìa. Ok, thì đó chính là tất cả những cái cách roll trái quỷ Mythical trong video hôm nay. Nếu như các bạn thấy nó hữu ích và hoạt động thật sự thì các bạn nhớ comment bên dưới và like video này nha. Còn bây giờ thì bye bye.